Đây là chỗ đổ nhớt động cơ này. Đây là chỗ thay nhớt động cơ này. Đấy. Thay như đấy là tháo tháo đúng không? Đổ thì ta động cơ này đổ nhớt 4 thì này thì nó sẽ có cái mã số là 30 hoặc 40 em dùng được nhá. Okay. Số đằng trước em đừng quan tâm, nó như là cái tỷ lệ âm nhiệt độ đông dầu như Việt Nam thì không có. Thì nó chỉ có 30 và 40 thôi. 20 thì nó đặc quá, 40 thì loãng quá. Nhưng mà chỉ từ 30 40 thôi. Đấy là về cái động cơ này. Đấy là về cái động cơ này, còn đây là em đổ đây là đổ 0.6 cho anh. Thì cái đổ nhớt này thì mình cắm đít máy xuống. Này, đây gọi là cắm đít xuống. Thì đổ mới chính xác được. Còn nhiều người ấy họ để như này này. Không bao giờ đổ được 0.6 được chứ ạ. Chỉ đổ cứ khoảng 0.3 là đã đầy rồi. Là lại bảo là chạy thì nó sẽ hại động cơ của bác nhé. Bác nhớ là khi đổ thì bác cắm đít xuống cho cháu. Và khi xả thì mình lại ấn xuống cho nó xả hết. Đúng rồi ạ. Lỗ này là xả ra đây. Vâng đúng rồi. Và tạm thời tắt đi đã em. Bây giờ mình phải. Ở đây thì bác mua cái nhớt màu vàng này này. Thì khi mà trước khi bác chạy bác kiểm tra nhớt thì nhớt nó ngả màu thì bác thay. Còn nhớt bác kiểm tra mà nhớt của bác còn trong vắt ấy thì ta dùng tiếp chả làm sao cả. Còn nếu mà nó ngả màu sang cái màu đen ấy thì mình thay. Thì cái nhớt màu vàng này ngả sang màu đen nó rất là dễ nhìn. Còn cái nhớt màu đỏ mình đổ ấy thì sang màu đen sẽ hơi khó nhìn. Thì cố gắng mua nhớt màu vàng cho cháu nhé. À, ta đang biết máy này chúng nó bỏ 4 chấm cho pH nó trừ 2 nhỏ nào hay như thế nào ta không biết, tao phải hỏi mà. Ừ, tao không biết. Chính xác. Đây thì bác thăm dầu kiểm tra nhớt dễ lắm. Đây, bác dí đầu máy xuống nhá. Đấy, bác kiểm tra. Đấy, mình quệt thăm dầu vào tay mình ấy. Để nó trong bác dùng tiếp nhá. Còn tiếp theo là chỗ đổ nhớt hộp số. Cái động cơ này thì bác chạy tiễn cho về, bác chạy đốt đa đi khoảng tiếng. Cho nó máy nó nóng ổn định. Sau đấy thì bác chạy 10 tiếng đầu. 10 tiếng đầu bác thay bỏ. Thay bỏ đi nhá. Sau đó thì bác cái nhớt lửa sau thì bác cứ kiểm tra khi nào mà nó đen nhớt thì bác thay, nhớt nó trong thì dùng tiếp. Còn cái nhớt vì sao nhớt đen thì nó sẽ có hai lý do, thì đây cho xem hướng dẫn bác lý do vì sao nhớt nó đen. Còn đây là chỗ đổ nhớt hộp số đấy. Này. Vâng. Đây là chỗ đổ nhớt hộp số ạ. Còn chỗ thay nhớt hộp số ở dưới gầm này. Đấy. Thì cái nhớt hộp số này ý, thì nhiều người thì họ sẽ nghiêng máy họ đổ. Thật ra thì không cần thiết lắm. Mình cứ đổ nó tràn ra là được. Bởi vì cái đây là hộp số nó vớt. Máy đổ. Vâng, nó là vớt mỡ lên, vớt nhớt lên chứ không phải là nhiều người cứ bôi mỡ bò lên là sai đấy. Thì cái nhớt hộp số này thì bác chạy nhiều thì 6 tháng, chạy ít thì 1 năm thay một lần. Còn cái bác mà bác làm nước nhiều ấy, bác làm nước nhiều thì bác chỉ khoảng một tháng bác rảnh ấy thì bác tháo cái đít này ra, bác xả nhớt vào cái ca, sau đó bác lọc lại những cái cặn bác bỏ đi, lọc bác lại đổ lại vào cho cháu đấy, chứ không phải là thay liên tục đâu nhá. Cái này thì nó chả có gì để mà vì nó chạy nó rất là chất, nó không hoạt động nhiều động cơ thì nhớt vẫn sử dụng cái nhớt xe máy mà mình dùng bình thường 4 thì thôi. Vâng, bác đổ thì cứ cái nào đổ đến cùng mẹ bác dừng lại thôi. Vâng, ngồi tắt đi cho cháu. Đóng mở nhá, thì ở dưới này nó có một cái xả chế đây. Thì cái xả chế này khi mình xả trường hợp khi nào, trường hợp là một là anh mang ô tô đặt nằm này, hay là em đi xe đẩy đặt nằm, hoặc là mang ra đồng mình đánh đổ, mình vô tình mình đổ máy giống như xe máy mình đánh đổ thôi, nó rất là khó nổ. Cái đấy thì bác xả chế cái nhận là thua luôn. Trường hợp thứ hai là bác để lâu không sử dụng, có để khoảng 1-2 tháng. Có những người trên vùng cao thì làm nhiệm vụ rồi. Đúng rồi. Thì mình khóa xăng lại. Bác xả thừa, xả hết chế đi. Thì xăng trong chế nó không còn nữa. Bình thì vẫn còn nhưng không kệ nhá, quan tâm. Bình thì ok. Người ta ngoài mà nó vâng mình để xe máy vào chạy ngoài. Lâu đấy, đổ, thì đấy. Xăng vào, xả hết trong chế đi. Vâng thì bác sẽ sạch. Còn khi bác muốn khởi động lại thì bác lại mở khóa xăng ra, bác lại xả chế đi. Cho nó chảy xăng ít bớt đi thì là nó lại chạy bình thường. Ok, em xả thôi. Không biết thì nhận thua. Xả chút thôi. Nó sẽ ra nhớt, nó sẽ hơi bẩn bẩn một tí. Đấy. Thấy không? Nó không được trong, bây giờ trong rồi đấy. Đấy. Nó bắt khóa lại. Rồi.
máy thì nó sẽ có số. Đây, quay đây mình. Đây nó có số đây. Thì nhìn rất là dễ. Này. Đúng rồi, âm số 1 này là số lùi ạ. Ừ. Không là mo ạ. Số 2 là số đi nhanh. Ừ. Số đi nhanh này dùng để cho ta đánh tơi đất. Sau khi phá đất rồi mà đánh tơi đất nhá. Vì nếu mà để mà nguyên để số đi nhanh mà đánh tơi đất luôn mà nó bằng phẳng này mà đánh luôn thì nó sẽ rất là mệt. Thì vâng, trước hết nó chạy số 1 trước. Số 1 chạy một đường đã. Cho nó phá đất đã, sau đó mình mới về số 2 mình chạy. Số 1 nó nằm trong cùng nhá. Thì cái thiết kế cái hàng này của nó rất là hay. Đó là cho khách hàng nó bị nhầm số. Đây. Thường là theo thói quen người ta sẽ gạt hết cỡ vào trong cùng thì nó sẽ là số 1 ạ. Sau đó bắt nãy một chút nó là số 0. Đấy. Sau đây nó là số 2. Về số 0. Cuối cùng nó là số lùi. Vâng. Thì số mo là như nào? Số mo là bác có thể đẩy được. Đấy, bác có thể đẩy được này, rất là nhẹ nhàng. Thế để là khi mà bác bị dính số ấy, thì nó sẽ chạch nick luôn, không chạy được. Thì cái máy này thì nó một cái đặc điểm là trước khi ta chuyển số thì phải bóp côn, bác không phải giữ khi chạy. Nhiều khách hàng có máy nó phải giữ khi chạy thì máy đấy nó là một cái máy kiểu khác. Còn máy này phải bóp côn để vâng, bóp côn để cho nó đóng cái số nó đi hợp lại, sau đó bác vào số, sau bác nhả ra nó chạy tiếp. Thì nếu có trường hợp mà khách hàng, nhiều khách hàng người ta quên ấy, là người ta hay này, người ta không về số không, ta thuận luôn nó chạy thì nó sẽ phi đi mất, nó sẽ rất là giật mình. Ở trên mạng có cái clip của em thanh niên em làm trên ở đồng là em lười vào số, anh của em phải bóc côn phải chân gạt phát này nó chạy luôn. Đấy là như thế. Nhưng mà thôi theo đúng quy trình của máy thì bác cố gắng bóc về số không, sau đó bác bóc côn bóc về số thì nó sẽ là chuẩn nhất nhé. Còn đây là công tắc này, đây là cái ga này sẽ chỉnh lên chút này. Ga thì mình tăng lên thôi, giảm đi thôi. Đây là cái đây là mình chỉnh cho nó, cái ốc này sẽ chỉnh cho nó nặng trên ga tay ga này. Đây là công tắc tắt mở này. Tức là để số 0 nhà số 0 thì bác có thể di chuyển được này. Đấy là số 0. Nhưng mà bác bị dính số đấy. Ví dụ đây là số 1 này. Nó đứng yên luôn. Không chạy được ạ. Thì nhớ máy bị số 0 rất là. Thì để máy bị số 0 này, sau đó bác bật công tắc on lên. Cái công tắc này thì nó sẽ xảy ra trường hợp là một số khách của cháu ấy họ để ngoài mưa, đi mưa thì nó bị chập cháy bình thường, hoặc là chuột nó cắn, nó là chuyện bình thường. Thì nếu mà bác giật mãi mà nó không nổ ấy, bác có thể thử cái này. Bằng cách là bác rút cái dây này ra này. Cầm tay vào. Bác rút cái dây tiếp mát ra này. Đấy. Thì nó khi rút dây tiếp mát ra là nó tự động, nó là đều là chế độ mở hết. Không bao giờ bị quên được, đúng không? Đấy, rất nhiều người thì hỏng công tắc như này. Rất chuyện bình thường thôi mà, thì mưa gió nó vào thì nó sẽ bị chập, chuyện bình thường. Bật công tắc con giúp cháu nhé, sau đó bác nhích một chút ga này. Nhích một chút ga lên. Sau đó bác, đây là cái gió. Đây nôm na mình dễ hiểu nó, đây là nó ngược chiều với lại khóa xăng thì nó là đóng. Đây là mở ạ, thì đúng là nguyên lý là đóng gió và mở gió. Đóng gió là như nào? Đây là đóng gió, ngược chiều khóa xăng mà. Đóng gió là như nào? Đóng gió tức là gió sẽ vào động cơ và đi ra. Đây là mở gió, tức là gió đi độc lập, không đi vào động cơ nữa. Thì đây chỉ là chế độ giật nổ thôi. Chế độ như nào? Tức là mình gạt gió về này. Giật 1 đến 2 cái, nếu không nổ thì mở gió ra. Giật 1 đến 2 cái, nếu không nổ thì gạt gió về. Chứ không phải để ở một chế độ này để ép nó nổ. Nếu bác để ở chế độ này bác ép nó nổ, ví dụ bác giật 1, 2 cái không được, bác lại gọi em ra giật hộ bác 2, 3 cái, bác lại gọi ông hàng xóm giật 4, 5 cái, thì nó sẽ ra hiện tượng gì? Sẽ ra hiện tượng sặc xăng. Sặc xăng thì bác lại phải xử lý. Thì nhớ cháu là để tránh cái trường hợp đấy thì cố gắng là mình mỗi một chế độ chỉ giật 2 đến 3 lần thôi. Và khi máy nó nổ được rồi nhá, thì ta đẩy cùng chiều mở chiều khóa xăng. Nó giống như là bác chạy máy cưa cũng thế cả thôi. Thì cái trường hợp nhớt nó bị đen là khi nào? Nhớt bị đen khi khách hàng họ để ngược như nó chạy. Chạy thì nó sẽ bị là khói ra ở bụng, sở phát đen xì luôn. Trường hợp thứ hai là buji nó sẽ bị đen. Trường hợp thứ ba là nhớt nó sẽ bị đen. Nhớt đen thì buji sẽ đen. Thế là vì sao cho mới bảo bác là trước khi bác sử dụng bác kiểm tra nhớt. Vì có những trường hợp cho khách của cháu cho vừa giao về xong cái một tiếng họ chạy đốt đa như này luôn. Để nổ này luôn. Thì là xong là họ kiểm tra nhớt đen xì, họ lại kêu mấy lỗi là cái này cái lỗ xong nó lại gạt về đúng. Khi đã nổ được rồi bắt buộc mở ra. Đây chỉ là chế độ nổ thôi. Và khi nổ được rồi bắt buộc cùng chiều mở chiều khóa xăng. Đấy, nó là gió về này.
Chặt lên đúng không? Đây à? Con này đi ra con. Chắc nên anh ấy kia ra đây.